Múa sạp xẻ hoa. Thực ra là cái tên múa sạp xẻ hoa này là mới đặt khi mà project bắt đầu bắt tay vào thực hiện. Còn trước đây thì cái khởi điểm của cái project này là năm 2021, đúng, cùng với cả anh em là phát hành album dân ca. Thì trong cái văn hóa của Việt Nam thì dân ca cũng là đi kèm với cả dân vũ. Thế nên là sau khi mà thực hiện album dân ca và phát hành được 1 tháng, hôm nay mình quyết định là bắt tay vào thực hiện cái project tiếp theo và xoay quanh cái idea là dân vũ là một điệu nhảy. Chỉ nó đơn giản là một cái câu riff thôi, bởi vì là lúc này khi mà suy nghĩ về cái chuyện cái điệu nhảy nào là một cái điệu nhảy gọi là đặc trưng của người Việt Nam, sau khi một khoảng thời gian mà ngồi suy nghĩ và cũng tìm kiếm rất là nhiều cái tài liệu thì đó, thì thực ra là cái điệu nhảy sạp là một trong những cái điệu nhảy mà thực ra là cũng mang tính biểu tượng rất là cao. Và khi mà bắt đầu thực hiện đó thì nghĩ ngay đến cái giai điệu đầu tiên trong đầu là về cái son 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 đô son. Nó là một cái mà giai điệu rất là đặc trưng cho cái điệu nhảy sạp. Và khởi điểm nó là một cái câu riff mà viết vào tháng 3 năm 2021. Thì trong cái khoảng thời gian 2021 này thì thực hiện những cái phần phối khí và gọi là những cái bản draft demo đầu tiên cho múa sạp xẻ hoa, và dựa trên cái đầu tiên là có 2 dữ liệu là cái câu riff guitar dựa trên melody son son do son, và 2 nữa là cái điệu cái gọi là tiết tấu của cái sạp. Thì cái điệu nhảy sạp nó rất là phổ biến ở trong châu Á. Bản thân Ấn Độ, Malaysia hay là Philippines, thậm chí là Thái Lan đều có những cái điệu nhảy sạp riêng của họ, tiết tấu khác nhau, cái cách chơi và điệu nhảy cũng khác nhau. Thì của người Việt Nam của mình là 2 sạp cái và nhiều cái sạp con, thì cái tiết tấu là cứ 3 cái đập xuống thì sẽ có 1 cái 2 thanh tre đập vào nhau. Thì đấy là giống như là cái câu một cái groove về phần bộ gõ đầu tiên để hình thành lên cái ý tưởng cho múa sạp xẻ hoa. Nhưng mà năm 2021 thì lẽ ra là nếu như mà mọi thứ thuận lợi, có idea, nhưng mà cũng là 2021 cũng cho cái idea đó gọi là vô trong góc tủ, gần như là không có nghĩ tới luôn. Trong khoảng thời gian 2021 thì gần như là bản thân mình thì không có làm được nhạc gì cả, không có suy nghĩ được cái gì. Cái project mới ra mắt năm đó là dân ca thì cũng không có điều kiện để đi diễn. Cũng viết nhạc mới thì cũng không có làm được cái gì hết. Thực ra chỉ có đúng một bản là bản Sài Gòn. Cái âm thanh mà nhớ nhất trong thời điểm đấy không phải là cái sound guitar, không phải là distortion, không phải là reverb, không phải delay gì cả, mà là tiếng còi xe cấp cứu. Thì nếu mà nghe trong bản Sài Gòn là cũng có sử dụng cái sound effect đấy, thì nó làm giống như là một cái âm thanh, một cái phần duy nhất mà ở trong đầu mình. Và tất cả những cái thứ mà liên quan đến múa sạp xẻ hoa là gần như là xếp vào trong góc tủ, không có xài tới. Sau từng đấy tháng, sau 1 năm mà rất là nhiều cái biến động, và về mặt tâm lý, về tất cả mọi thứ, thì 2022 tới. Và cũng là cái lúc mà gọi là tái khởi động lại tất cả mọi thứ, sau khi mà lúc này là đúng như cái những gì mình không làm, chưa làm được ở 2021, thì 2022 là giống như là một dịp gọi là ninja báo thù gọi là làm lại những cái gì mình chưa làm được. Việc đầu tiên rất quan trọng là bốc thằng nhóc ra khỏi thằng chớ và đi edit. Ngày 26 tháng 5 là buổi tập đầu tiên. Hôm đấy là giống như là một cái festival trống luôn. Bản thân mình là một một drummer, nhưng mà mình bước ra ngoài để kiểu là kiểm soát. Để dùng từ kiểm soát là cho tới 20 mấy gần 30 bạn trống, thì nó là một cái khó vì nó là tập thể. Mình không có phải là ai cũng cũng đánh giống nhau được. Thì nó là cái để tất cả mọi người sync với nhau một cái file nó rất là khó. Đó là cái khó mà Cường đang đang được trải nghiệm. Cái buổi tập hôm đấy thì một cái năng lượng rất là tuyệt vời, nhưng mà về thì bởi vì mình không phải là cái người chơi
trống trong cái ngày hôm đấy nên là về đau như tử luôn. nhưng mà đấy là một năng lượng rất là khoái. Thì đến với múa sạp xòe hoa này thì Dũng có một lần nữa gửi lời mời tới chị Hải Phượng, và không chỉ một mình chị Hải Phượng mà nhờ đến sự kết nối của chị Phượng thì là còn mời thêm những nghệ sĩ đàn tỳ bà, nghệ sĩ đàn tơ rừng, nghệ sĩ tất nhiên là đàn tranh thì không thể thiếu rồi, và phần sáo. Thì đây là một trong những cái team mà đem lại một cái sự mềm mại và một cái nguồn năng lượng rất là tươi mới khi mà trong một cái phần mà nhạc mà đã có phần bộ gõ rất là hùng hậu rồi, thì đấy là một trong những cái nét mềm mại để kết hợp với mang lại cái màu sắc mềm cho múa sạp xòe hoa. Thì những cái buổi thu âm với chị Phượng thì diễn ra lúc nào cũng rất nhanh. Sự đây là một cái niềm vinh hạnh khi mà được chị Phượng nhận lời tham gia, mà không chỉ có thế, chị Phượng còn mang tới những cái người bạn, những cái người đồng nghiệp và những người học trò để cùng góp vào cái không khí lễ hội của múa sạp xòe hoa. Keyboard là cái phần nền, là một cái phần rất hết sức quan trọng, và thực sự là mình rất là hạnh phúc với cả cái quá trình làm việc với Lê Nguyên Khôi. Bởi vì đây là một cái quá trình mà trao đổi và mình đã học được rất là nhiều về cái phần tư duy, cũng như là quan trọng nhất là Khôi đem lại cho mình một cái phần phối khí về phần orchestra rất là hào hùng ở trong cái phần mà múa sạp xòe hoa này. Hiện tại đây mình chỉ toàn đồng Mai với lại Trudy lần đầu thì em nghĩ là vậy là hợp lý. Một chút vào múa sạp xòe hoa là tên của project, nhưng mà mình có một cái tên tiếng Anh là The Dance of the People, tức là điệu nhảy của tất cả mọi người. Hy vọng rằng khi mà múa sạp xòe hoa được phổ biến hay là được phát hành rộng rãi thì đây sẽ là một cái hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ cùng dance, cùng nhún nhảy, cùng làm ra một cái điệu dân vũ mới của năm 2022 này để tạo nên một cái giá trị mới về văn hóa cho tất cả mọi người cùng biết tới.